Xin chào bạn, có lẽ đọc xong cái tiêu đề của video ngày hôm nay, rất nhiều anh em sẽ nhảy bổ vào tính chửi mình ngay lập tức luôn bởi vì mình dám nói là không nên mua iPhone 14, đừng nên mua iPhone 14 Plus đúng không? Hai chiếc máy kiểu gì cũng sẽ mang về doanh số rất là tốt cho nhà Apple Nhưng các bạn hãy xem từ đầu đến cuối video ngày hôm nay đi Thì các bạn sẽ biết tại sao mình khuyên anh em là đừng nên mua hai chiếc máy này Mà trong tầm giá của 14 và 14 lốt có những sản phẩm của Apple Ngon hơn so với hai sản phẩm mới được ra mắt Let's go Trước tiên, Chúng ta hãy nhìn vào mức giá đi Thì các bạn có thể thấy rằng là mức giá của iPhone 14 và 14 Plus dự kiến tại hệ thống di động Việt nha Thì nó sẽ loanh quanh mức khoảng tầm là 23 cho tới khoảng tầm 27 triệu đồng đúng không Thì trong cái tầm giá này của bên nhà Apple á Chúng ta sẽ có thêm hai sản phẩm cũ khác của Apple Đó chính là iPhone 13 Pro và đây iPhone 13 Pro Max. Và nếu bạn là một người yêu thích một chiếc máy mới đến từ nhà Apple, nó phải là con số mới nhất đến từ Apple thì ok. Các bạn không nên xem video ngày hôm nay bởi vì nó sẽ không dành cho các bạn đâu, mà các bạn có thể là xem những cái video khác trên kênh youtube của The Pixel Còn nếu bạn là một người quan tâm tới giá trị mà sản phẩm đó mang lại được so với là giá tiền mà các bạn bỏ ra thì các bạn hãy xem hết video ngày hôm nay nha Mình sẽ chỉ ra cho anh em rất nhiều điểm mà ở trên chiếc 14 và 14 Plus không thể bằng được so với là 13 Pro cũng như là 13 Pro Max này Mức giá của 13 Pro và 13 Pro Max hiện tại thì nó cũng đang trong cái tầm tiền của 14 và 14 Plus luôn khi mà mình tham khảo qua hệ thống di động Việt Thứ nhất ạ chúng ta hãy nói về thiết kế một tí xíu đi thì nếu bạn là một người mong muốn tìm một chiếc máy mà nó phải hơi hướng giống với 14 Pro và 14 Pro Max đúng không thì anh em đã tìm đúng rồi đấy 13 Pro và 13 Pro Max nhìn xa xa ở phía sau á cái cụm camera này chả khác gì so với hai người anh em đắt tiền vừa được ra mắt kia ba camera mà con ở trên hai chiếc máy kia thì nó chỉ có hai camera mà thôi và các bạn có thể thấy rằng là cái thiết kế của iPhone 14 thì nó đã được qua đến bây giờ là ba đời đó iPhone 12 này rồi là iPhone 13 này, hay bây giờ là chúng ta sẽ có là iPhone 14 luôn. À, nó cũ lắm rồi, không có phải là giống giống với những cái chiếc điện thoại cao cấp nhất đến từ Apple đúng không? Thì đó cũng sẽ là một cái điểm mà các bạn nên cân nhắc ha. Nếu anh em mong muốn rằng nó phải giống với những chiếc điện thoại cao cấp nhất đến từ nhà Apple, nhưng uh, chúng ta cùng bỏ qua cái điểm này đi. Chúng ta sẽ đi vào cái giá trị mà nó mang lại. Thứ nhất đó chính là về chất liệu thì ở trên 14 và 14 Plus thì cái khung viền xung quanh của nó sẽ chỉ được làm bằng nhôm mà thôi. Còn ở trên 13 Pro và 13 Pro Max nó sẽ được làm bằng thép các bạn ạ. Và các bạn cũng biết mà thép thì nó cứng cáp hơn nhôm rất nhiều lần luôn. Đây là cái chiếc 13 Pro Max mà thằng em mình Cu Khang á nó đã xài được khoảng gần năm rồi đó. Và sự mà nói thì thép nó rất là cứng cáp đó, đó là một cái điểm mà đầu tiên mà iPhone 13 Pro và 13 Pro Max nó hơn so với hai cái người anh em vừa được sinh sau đẻ muộn kia đúng không? Cái điểm thứ hai nữa chúng ta sẽ nói về cái phần màn hình đi thì cái màn hình của chiếc iPhone 13 Pro và 13 Pro Max nó sẽ có độ sáng trung bình nha, mình đang nói đây là độ sáng trung bình nó cao hơn so với là 14 và 14 Plus các bạn ạ. Theo bên nhà Apple công bố thì độ sáng trung bình của chiếc máy này nó sẽ loanh quanh mức khoảng tầm là 1000 000 nit. Còn khi mà các bạn xem nội dung HDR thì cả 4 sản phẩm 13 Pro, 13 Pro Max, 14 và 14 Plus thì nó sẽ có độ sáng màn hình maximum là 1.200 nit. Nhưng mà mấy khi mà chúng ta xem cái nội dung HDR đúng không các bạn? Quan trọng là cái độ sáng trung bình nó phải ngon đấy thì với cái chiếc iPhone 13 Pro, 13 Pro Max ấy, các bạn có thể là sử dụng ngoài trời nắng ấy, nó sẽ tốt hơn so với 14 và 14 Plus đấy bởi vì độ sáng Apple công bố nó đã hơn đến 200 nit rồi chứ không phải là hơn có vài chục nit đâu nó sẽ là một cái sự khác biệt vô cùng to lớn khi nào có 14 và 14 Plus thì mình sẽ so sánh kỹ hơn cho anh em sâu cho anh em thấy được cái sự khác biệt rất rõ ràng ha. À, cái điểm tiếp theo nữa đó chính là màn hình của 13 Pro và 13 Pro Max á thì chúng ta sẽ có tần số quét là 120Hz thay vì cái việc vẫn chỉ giữ nguyên ở mức là 60Hz giống như là hai cái sản phẩm mới ra mắt kia mà thôi. Đó, đó lại lại có thêm một cái sự khác biệt rồi đúng không? Cái điểm tiếp theo nữa chúng ta sẽ nói về cái camera đi. Thì cái camera bên cạnh cái việc mà nó có nhiều camera hơn so với 14 và 14 Plus á thì ở trên cái chiếc 13 Pro và 13 Pro Max nó còn có thêm cảm biến lidar nữa các bạn ạ. Hai chiếc máy kia không có nha. Đó là cái điểm đầu tiên. Thứ hai nữa là về cái camera góc rộng thì về cái mức độ mở của cái khẩu á thì ở trên cái 13 Pro và 13 Pro Max nó sẽ có khẩu mở của camera góc rộng là F1.8 thay vì cái việc chỉ là F2.4 giống như là 14 cũng như là 14 Plus mà thôi khác biệt quá lớn rồi đúng không anh em. Chưa kể chúng ta sẽ có thêm camera tele zoom quang 3x nữa. Anh em có muốn zoom xa thì có thêm cái camera tele zoom quang 3x thì nó cũng sẽ lợi hơn khá là nhiều rồi đúng không? Và một cái điểm lợi thế tiếp theo mà mình thấy đó chính là về cái vấn đề mua hàng Hiện tại các việc mà các bạn mua hàng iPhone 13 Pro và 13 Pro Max Thì mình thấy rằng là nó lợi hơn, nó dễ dàng hơn rất là nhiều So với là hai chiếc máy kia các bạn ạ Hai chiếc máy kia thì phải đầu tháng 10, nhanh nhất là đầu tháng 10 nha các bạn mới nhận được hàng Và với cái việc mà lượng đơn đặt hàng khi mà mình tham khảo tổng hợp Tất cả những cái hệ thống bán lẻ mình có thể tổng hợp được cho anh em á Thì đã hơn 50.000 đơn của dòng iPhone 14 series rồi cho nên là uh, Rất là khó để các bạn có thể là nhận được máy sớm trong thời gian đầu đó và cái việc khan hàng là điều đương nhiên sẽ xảy ra ở Việt Nam mà thôi mình đã khỏi qua khá là nhiều những hệ thống thậm chí là những hệ thống bán này lớn nha thì cũng đang hơi lo lắng là sợ là không kịp để có thể là giao đến tay người tiêu dùng dòng iPhone 14 series trong khi đó thì anh em hiện tại hoàn toàn có thể là dễ dàng để sở hữu iPhone 13 Pro và 13 Pro Max và Apple cũng thừa hiểu cái việc là iPhone 13 Pro và 13 Pro Max nếu vẫn tiếp tục sản xuất nếu vẫn tiếp tục kinh doanh nhá thì kiểu gì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới doanh số của iPhone 14 và 14 Plus đúng không? Bởi vì người dùng sẽ kiểu gì cũng đi săn tìm hai chiếc máy này thôi. Giá nó đã rẻ hơn rất là nhiều rồi, nó ngang ngửa với hai chiếc máy kia và có nhiều điểm mình thấy rằng nó tốt hơn so với hai sản phẩm vừa ra mắt cơ mà. Và ngay lập tức Apple đã làm một cái chiêu rất cũ nhưng lại cực kỳ thông minh đó chính là khai tử ngừng sản xuất những chiếc iPhone 13 Pro và 13 Pro Max. Hiện tại thì anh em có thể là mua sớm được nha, bởi vì hàng mới á, hàng tồn thì vẫn đang còn ở rất là nhiều những hệ thống bán lẻ thì vẫn đang còn khá nhiều iPhone 13 Pro và 13 Pro Max. Các bạn có thể mua ngay bây giờ, giá thì mình thấy rằng là cũng đã rất là tốt rồi, chỉ khoảng từ 24 cho tới là 26 triệu dành cho cái phiên bản tiêu chuẩn 128 GB mà thôi. À, đó là những điểm mà mình muốn chia sẻ cho anh em tại sao các bạn nên mua 13 Pro và 13 Pro Max thay vì cái việc là chờ đợi lâu để mua iPhone 14 và 14 Plus nhưng giá trị sản phẩm mang lại á, thì so với là giá tiền nhá thì chưa chắc nó đã ngon hơn con này đâu. Mình đã chỉ ra cho anh em một số điểm rồi đúng không? Còn các bạn các bạn có những suy nghĩ gì hay không thì có thể là comment ở phía dưới của video ngày hôm nay và chúng ta sẽ cùng thảo luận. Còn bây giờ thì bye.